Sớm tăng trụ cột của ASEAN sẽ là một nền tảng quan trọng để mà hoạt động kinh doanh của BID an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy quyết tâm của các ngân hàng Việt Nam trong quá trình triển khai ASEAN 2 và tuân thủ đầy đủ thông tư 41 và thông tư 13 của ngân hàng nước. Và tôi cho rằng việc mà BID áp dụng thành công các cái chuẩn mực cũng như là các cái quy định của pháp luật của ngân hàng Việt Nam sẽ tạo ra một cái nền tảng rất là tốt để trong hoạt động của mình, không những trong quá trình kinh doanh hợp tác với các cái đối tác trong nước mà còn các cái đối tác nước ngoài, đặc biệt là các cái tổ chức quốc tế sẽ đánh giá rất cao cái việc hoạt động của BID để có những cái hoạt động hợp tác kinh doanh và giúp cho BID sẽ vươn xa hơn, không những hoạt động trong nước trên thị trường quốc tế.